Chào mọi người đến với vlog tiếp theo của ba anh em mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại series trò chơi. Oh yeah. Mình khoái nhất là series trò chơi. Trò nào càng bạo lực mình càng thích đúng không? Trò bạo lực. Đá bóng nè Chí ơi. Rồi, lần trước ông xúc tôi nâu con mắt luôn. Không nhớ hả? Trời ơi. Qua kéo tài với tao đi. Thôi, lần trước mày kéo tao xém ghế tay. Bây giờ cũng nhất nè. Trời ơi. Là bây giờ mày thích chơi trò gì mày nói đi Chí ơi. Nãy giờ Chí nãy làm mình mất thời gian quá các bạn ơi. Hai cái trò tụi ông nói nó quá bạo lực đi. Bây giờ mình kiếm trò nào à? Có sợi dây ở đây nè. Làm gì? Làm gì? Tìm trò nào khéo léo mà chơi, đúng không? Đâu khéo sao đâu. Khéo cái này nè. Đó, nhảy dây. Trời ơi. Ngoài nhảy ghê ra mày còn biết trò nào nữa không nói đi. Có chứ. Tại vì không? Gì vậy? Bẩn thường. Mẹ biết cái trò nào mạnh mẽ nhất đâu. Mày nói đi. Mạnh mẽ không? Ok thấy rồi. Gì nữa đây? Sẵn ở đây có mấy cục đá nè. Thấy không? Thấy không? Rồi chơi bắn ná hả? Bắn ná đúng không? Xài bét. Chứ làm gì? Làm gì? Thảy đá. Mẹ ơi. Cho mày làm gì? Trò chỉ cho mày giờ chơi trò gì nói luôn đi. Chẳng phải hôm bữa hai anh em nói với tôi là rất thích bắn súng nớp sao? Đúng rồi. Cho nên nội dung của clip này là mình tính trở lại một ngày bắn súng. Yeah. Trời ơi. Lần trước mình thua là chọn nhầm cái súng nó yếu. Bắn trúng bong bóng của con Vinh mà nó không bể. Cái chỗ hôm trước là nhà của con Vinh đang xây. Địa điểm nó nắm hết trơn rồi. Toàn bắn lén tụi mình không thấy không? Đúng rồi. Bữa nay chọn cái địa điểm của tao đi. Tao bắn cho mày te tua luôn. Trời mày. Chà được rồi, nghe bạch đầu bếp nãy giờ nó nói xạo cũng dữ quá. Rồi, hai anh em chọn súng đi nè. Tôi chọn con, chọn tôi chọn chứ. Okay. Ok, cái súng này hôm bữa mày chơi nè, giờ chơi lại đi. Thôi, đừng có dụ tao mày. Cây súng này ý xìu, lần trước tao bắn thua, không nhớ hả? Bắn thua đổi súng. Mình sẽ chọn cây súng này. Cây súng của con Vinh lần trước đó bắn thắng, mạnh lắm. Nói không thấy cây súng này nặng quá nè. Tự nhiên đang bắn bị té, quê chết luôn. Té kệ tao mày. Cỡ kệ nó. Tao chọn súng. Mày chọn cái nào? Mình chọn cái súng này nha, cái súng cũ, bắn quen tay rồi, với lại nó cũng mạnh lắm. Hôm bữa thua là do mình dở thôi. Quân tử mà có chơi có chịu, có thua thì có nhận này. Rồi còn mình thì thôi cái súng này nó bự nặng lắm các bạn ơi. Bắn hay không cộng cái súng bự. Đây, cái shotgun này nè. Một thời nó đã cùng mình chinh chiến trên sa trường nè các bạn. Chí, anh tôi thử cái súng coi bây giờ nó hoạt động còn ổn như xưa không. Ok. Rồi, bắn đi. Bắn đi nha. Đó. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Quá êm luôn mọi người ơi. Súng mạnh lắm nha. Súng vẫn còn hoạt động tốt nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến qua địa điểm của ông Bạch đầu bếp chọn. Đây, ba anh em mình đi tới địa điểm mới. Các bạn hôm nay làm clip mới nha. Tới chưa mày, tới giờ đi bộ. Cái gì? Cái này chạy chó chứ chỗ bắn súng gì ông nội. Chỗ bắn súng đây nè. Thánh thần ơi. Coi kìa. Cái này. Ê, mày đứng mở cửa. Nó mày đừng có lo. Có tao ở đây, con chó nào ngon lại đây cắn tao nè. Vô đây. Ê, đã tao ra đi. Nó đang nỉ mày đó. Tao có một cái quần như mày thêm lon. Ăn chi ra mày. Run. Cầm cái súng đỏ này lên là có cảm giác chiến thắng rồi đó. Mỗi băng đạn như vậy có 40 viên. Bảo sao clip trước thằng Vinh nó không thắng. Trong clip trước cả 3 lần mình đều bị thằng Vinh nó hạ. Lần này là địa hình của mình chọn. Tất cả nơi ẩn nấp đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Để coi thằng Vinh nó trốn ở đâu đây. 5 minutes later. Anh em chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi. Mỗi người ở vòng 1 sẽ trang bị 2 cái bong bóng ở trên đầu nha các bạn. Ai bị bắn nổ trước, người đó thua cuộc. Ê, đạn gì gắn xong hết phải không? Xong rồi. Okay. Rồi còn đây là cái địa hình của mấy anh em mình thi đấu. Bắt đầu, chạy đi. Chết thằng Vinh dưới mình rồi. Các bạn thấy không? Ở đây rất là nhiều bụi lùm mà núp lùm là nghề của mình. Vô trong đây. Lần này mỗi người chỉ được trang bị một băng đạn thôi nha các bạn. Hết đạn là coi như thua luôn rồi. Cho nên phải chớp đúng thời cơ mới được. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Đâu rồi? À!
Bỏ hết cho ông bóng rồi. Rồi ta không bóng rồi bể luôn rồi. Yeah. Tập kích thất bại mà còn bị mấy cái nhánh tre này đâm bể cái bong bóng còn lại nữa. Có nè, tốt thiệt. Hồi nãy thắng thằng Chí là mình ăn may nha các bạn. Đang bắn nó cây súng kẹt đạn tưởng chết luôn rồi. Ai ngờ nó đụng vô cái nhánh tre bể cái bong bóng. Hên, đạn mình giờ cũng gần hết rồi. Thay cái băng đạn khác. Đó. Thằng Vinh nữa rồi. Rồi đưa cây xuống đây. Rồi xuống đây xuống đi. Bây giờ sao xuống nè cha. Đây đây đỡ xuống sao. Rồi cái súng gì kẹp đạn hoài. Trời ơi. Đây. Tính ra vòng 1 này mình đã là người chiến thắng nha các bạn. Trốn kỹ quá. Chí chết trước hả? Ừ. Đúng rồi. Hồi nãy tao núp cái bụi tre, tập kích nó, ai về bị tre đâm bể ông bóng. Các bạn thấy tức không? Thôi mày ơi, mày tập kích gà ơi. Thì chịu chứ giờ đổ thừa ai. Nè, trả cây súng nè. Ừ, đây mày. Mà công nhận, thằng Vinh này nó hay thiệt các bạn. Ừ. Địa hình nào nó leo cũng được hết trơn á. Đúng rồi, cỡ gậy trời mưa, cây sải nó trơn như lương vậy đó. Mà nó leo cũng được nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ qua vòng 2. Vòng này, mỗi người có 3 cái bong bóng ưng với 3 mạng. Mình sẽ tìm cách hợp tác với thằng Bạch Đầu Bếp, tiêu diệt thằng Vinh. Sau đó mình sẽ bắn lấy thằng Bạch Đầu Bếp. Chỉ là chiến thắng rồi. Đâu có cần bỏ nhiều sức. Càng nghĩ càng thấy mình thông minh. Phải công nhận là thằng Vinh nó thích ứng với địa hình nhanh thiệt. Dòng này phải tiêu diệt được nó để lấy lại tình cảm của fan Bạch Đầu Bếp. Thậm chí là có thể hạ mình xuống để hợp tác với thằng Chí Sư Đệ luôn nữa. Gắn xong một cái rồi nha. Mình thổi bong bóng á thì phải thổi nhỏ, đừng có thổi bự, dễ bể lắm. Vòng này là ba anh em mình mỗi người có 3 cái bong bóng trên đầu nha các bạn, ứng với 3 mạng. Đúng rồi. Hai anh em có 1 phút chạy trốn đi. Ok. 1 phút chạy trốn rồi sau đó ba người sẽ sắp đá cả. Mình phải tận dụng triệt để tất cả các loại địa hình mới được. Có nơi tập kích mới. Quên, đeo 3 cái bong bóng trên đầu phải cẩn thận. Tính ra cái địa hình lần này nó còn khó quan sát hơn cái biệt thự của thằng Vinh hôm bữa nữa. Các bạn thấy không, cây cối thì tùm mà kiếm chỗ núp á thì không thấy. Chí kìa, chết với mình rồi, núp vô. Khoan, tha cho tao đi. Hai anh em mình hợp tác bắn Vinh. Mày bể 3 cái luôn kìa. Ủa, sao bể 3 cái luôn rồi? Triple kill. Không ngờ là lần này mình bị knock out sớm như vậy luôn á các bạn. Người ta có câu, một mũi tên trúng 2 con chim, còn mình một viên đạn trúng 3 cái bong bóng luôn. Đỉnh thiệt. Hay thiệt luôn á chứ. Chứ sao mà ơi. Chứ sự đệ đỉnh. Thì cho một like nha. Thằng Vinh không? Thằng Vinh không? Đỉnh thiệt chứ. Bây giờ thì mình đã tự tin chiến đấu với thằng Vinh. Gì vậy cha? Mày làm niềm tin tao hoang mang quá mày. Không sao, không sao. Đứng vậy đi. Không sao. Tìm nó tiêu diệt đó. Ê, Bạch Đầu Bếp. Mày đi ra trước dò đường giùm tao đi. Dò đường cái gì? Thằng Vinh này nó hay núp lắm. Nghe đâu Vinh ơi. Nghe đây. Vinh ơi, mày ra đây. Đâu rồi? Vinh ơi. Thằng Vinh nó chạy rồi các bạn ơi. Vinh ơi, ra đây. Vinh ơi, mày ra đây. Đâu rồi?
Dòng này Tí nó bắn dữ lắm nha. Chinh thiệt chứ. Hồi nãy nó bắn một cái bể ba cái bong bóng của tao luôn đó. Hồi giờ bắn... mới hiểu được cái cảm giác chiến thắng sảng khoái quá các bạn ơi. Hồi nãy nó bắn mình một phát bể hai cái bong bóng các bạn. Ê, hay là bây giờ kêu thêm mấy đứa nữa chơi đi. Đúng rồi. Giờ mình sẽ rủ thêm team Tony vô quay cho nó vui nha mọi người. A few moments later. Hồi nãy thấy có cái gì đó sai sai, hình như cây súng này nó yếu. Bắn trúng bong bóng của một chí mấy cái mà không bể. Ta giờ phải thử nghiệm lại cái nữa coi. Hay nếu mà thấy tình hình không ổn thì mình đổi súng. Ai. Trời, không bể thấy không? Mình thích mấy cái clip trò chơi thể loại bắn súng như vậy nè. Chút xíu nữa, hai đứa bay tới công chuyện với tao, tao sẽ tiêu diệt mày đầu tiên. Xong rồi tới mày. Trong game, mày bắn hay thì đó, chắc gì ở ngoài đời, nó bắn hay hơn tụi mình. Anh Vinh ơi, tụi em tới rồi nè. Lựa chọn cho mình một cái nón bảo hiểm với một cây súng đi cưng. Cầu quy tắc chơi như thế nào anh? Trên đầu mấy đứa cưng sẽ có một số lượng bong bóng, nổ hết là thua. Dạng giống như sinh tồn vậy hả anh? Là sao? Kiểu như là mình solo tự do đó, ai là người sống sót đến cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Quan điểm anh em như thế nào? Góp ý nghe coi. Tao làm sao cũng được chứ á. Sợ mày không có đủ camera gắn súng thôi. Bà cậu bếp nói mới để ý. Trong cái đó tụi mình tới 6 người mà camera thì hết pin tới mấy cái rồi. Đây nè, hết pin 3 cái luôn rồi. Sao mà quay được? Hay là tao có ý này, bây giờ ba anh em mình sẽ lần lượt tiến vào hang ổ của tụi nhỏ. Ai tiêu diệt tụi nhỏ trước bước ra mà trên đầu vẫn còn bong bóng sẽ là đại ca trong cái nhóm này. Ý hay. Hay đó. Rồi ba đứa cưng ý như thế nào? Quyết định đi. 20 minutes later. Tụi nhỏ đã lên tinh thần chiến đấu rồi kìa. Ba anh em mình ai xung phong chiến đấu đầu tiên đây? Thôi bây giờ mình quẳng tù tì đi, ai thua thì vô trước. Quẳng tù tì là hai người chơi, còn này ba người. Tay trắng tay đen đi. Ok. Rồi nhiều gách bị. Nhiều ga ớt bảy. Rồi, chúc mừng Chí sư đệ, đội mũ lên cho nó đi. Rồi, được rồi. Rồi. Mình sẽ là người vào chiến đấu trước nha các bạn. Cầm súng mở cam lên cho nó. Rồi mở cam lên rồi nha các bạn. Vô đi Chí. Cảm ơn hai tên điên. Chúc thành công. Ok, yên tâm đi. Tụi bay đã có kế sách tiêu diệt anh Chí chưa? Anh Chí này bắn dở lắm, mình không cần phải dùng kế sách để tiêu diệt anh đâu. Thanh, mày lên cây sài đó, bắn xuống. Đại, mày trốn trong bụi chuối đó, bắn qua. Cái bụi chuối này nhỏ quá. Thanh, mày qua bụi chuối này núp đi, còn tao leo lên nhánh sài phục kích xuống. Mày nhìn lại cái thân hình của mày đi, mày nhắm cái nhánh sài đó chịu nổi cái cân nặng của mày không? Thôi, vậy làm theo kế hoạch của thằng Ngọc đi. Leo lên cây ngắm xuống kiểu này sao mà anh Chí chịu nổi. Các bạn nào chưa bấm đăng ký kênh của anh Vinh thì hãy bấm vào đăng ký, bấm like, bấm chuông để ủng hộ anh Vinh nha. Mình cầm cái súng mạnh như thế này, thằng Vinh với thằng Bạch đầu bếp nó cặp cỡ nào còn bị mình tiêu diệt. Huống hồ gì mấy thằng cốc ké này. Ra đây, thằng nào ra đây tao bắn cho coi. Để lên anh em tấn công. Mày hay không? Coi bộ mình đã quá xem thường tụi nhỏ này rồi các bạn ơi. Ủa mới đây anh Chí đi ra kìa. Dạ. Muốn mày mới đi vô rồi giờ mày đi ra rồi. Bể hết bóng luôn thằng gà này. Ờ, thua mấy nhỏ hay gì rồi. Nghĩ sao nói tao bắn thua. Hai đứa bay còn bị tao tiêu diệt. Huống hồ gì mấy thằng nhỏ. Chẳng qua là tụi nhỏ nó bắn đỉnh hơn tao nghĩ mày ơi. Tội nghiệp, tội nghiệp quá. Rồi. Chúc mừng mày Bạch đầu bếp. Chào tin vui của tao. Ok. Ok, tao tin mày. Ê qua nó bảo hiểm mày ơi. Đổi vô thùng tao cái ơi. Trời ơi bất cẩn vậy. Lấy ba cái bong bóng gắn vô cho nó. Okay. Đưa này đây tao cầm cho. Rồi cầm đi. Mở cam này lên cho đó. Bạn thấy là mỗi cái súng đều có trang bị camera hết nha. Gắn bóng lên đi. Gắn bóng lên Chí ơi. Rồi đưa xuống tao. Rồi để đây. Chúc mừng chiến thắng nha. Chờ tin tốt của tao đi. Ba thằng nhỏ này nếu mà đấu đơn không phải là đối thủ của mình, mà được một cái á nó là số đông. 3-1 không chột thì cũng què. Mà nãy ngu dữ trời, tự nhiên đưa ra cái thử thách khó.
Tới lượt anh Bạch đâu biết kìa, tụi bay đã nghĩ ra kế sách gì chưa? Anh này kỹ tính lắm, cho nên nhược điểm lớn nhất là tốc độ. Thằng Thanh nói đúng, nếu vậy mình sẽ dụ anh vô bẫy, bao dây anh lại không để anh chạy thoát, rồi tiêu diệt từ từ. Tụi mình thắng chắc rồi. Sao lần nào bọn nó cũng kêu mình trốn trong bụi chuối hết vậy trời? Ê, có bụi chuối nè. Trời ơi, toàn là chuối sống không mà không có trái chuối chín để ăn nữa. Mình thua mấy nhỏ rồi các bạn ơi. Bây giờ mới hiểu tại sao hồi nãy anh Chí nó ra sớm vậy á. Yeah. Bọn mình tiêu diệt được hai con mồi các bạn ơi. Chỉ còn một mình anh Vinh thôi. Anh Vinh bắn súng dữ lắm. Giờ chỉ còn một cách tiêu diệt anh thôi. Đó là ba người xung phong lên bắn một lượt. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Bắn cao. Thôi thể con chuyện anh rồi. Bắn đi anh em. Bắn lên. Đây là ván cuối, mình sẽ gắn hai cái bong bóng màu xanh nha. Đó, gắn vô nè. Lần này anh Vinh mà vô ha, ba đứa mình sẽ bay ra bắn một lượt luôn, vậy mới chơi lại ổng. Rồi, mày cũng vậy luôn hả? Bể hết bong bóng rồi. Mấy nhỏ lần này nó có chiến lược kỹ càng quá mày ơi. Quá, cầm ca mê để tao vô tao xử. Rồi mày xử nó giùm tao đi. Cầm ca đi. Rồi. Đó, súng nào đấy đi. Lòng bắn, lòng lòng. Chầm cuối, chầm cuối đây rồi. Cái gì? Cố lên chùm ơi, cố lên chùm cuối ơi. Không nghĩ lần này team Trái Châu nó lại đỉnh như vậy luôn á. Coi vậy mà thua mấy đứa nhỏ hết trơn. Trời mệt luôn rồi. Trời ơi, đây. Cởi ra tiếp đi. Ông chùm gì mà chạy không à. Thôi kệ đó. Vậy sống dây hơn mày là được rồi. Nhưng mà có cuộc cũng đâu làm đại ca như mày đâu. Đúng rồi. Đúng thật là mình giỏi cách mấy mà khi đối mặt với số lượng đông mình vẫn là bại tướng thôi các bạn. Và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu thích clip này. Đừng quên đăng ký kênh, bấm like và thả chuông ủng hộ kênh Tony TV của mình nha. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Phóng trúng con cọp là chuyện bình thường. Bây giờ mình sẽ phóng trúng ngay chân giữa hai cái lỗ mũi đó luôn nha các bạn. Ghê vậy chứ. Rồi, vô đi, vô đi. 1 2 3. Bà đỉnh quá đó ha. Bà tao bếp à, tại sao quá nhiều hướng mày ném con cọp mày không ném, lại quăng về cái hướng tao vậy hả? Nãy mày cầm camera hướng này, tao tưởng ném qua hướng này. Mà tính ra anh Chí nó ném trúng cái lỗ mũi con cọp thiệt nè. Thì cha gọn Chí đâu ơi? Đâu? Ra mày. Ông tha cho tôi đi.